Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình ứng viên Euro 2024 trên kênh huấn luyện viên Anh Quân Story. Như vậy là đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra hai trận đấu cuối cùng thuộc khuôn khổ vòng 1/8 tại Euro 2024. Hai đội đi tiếp đã được xác định là các cặp đấu tại vòng tứ kết sẽ diễn ra sau đây 2 ngày nữa cũng đã chính thức lộ diện. Bây giờ hãy cùng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý nhất của các ứng viên vô địch trong suốt 24 giờ qua. Đội tuyển Pháp đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu tứ kết với đội tuyển Bồ Đào Nha vào rạng sáng thứ Bảy tuần này. Trong khoảng thời gian đó, các trang phân tích bóng đá đã đưa ra một thống kê rất thú vị về tấm bùa hộ mệnh của những gà trống thành gô lòa trong suốt nhiều giải đấu lớn vừa qua. Cái tên được nhắc đến ở đây là N'Golo Kanté, cầu thủ 33 tuổi tưởng chừng đã hết cửa ăn cơm tuyển khi chuyển sang Ả Rập chơi bóng. Nhưng phải xem màn trình diễn của cầu thủ này ở giải đấu năm nay mới thấy tại sao huấn luyện viên Deschamps lại quyết định triệu tập anh. Ngoài thông tin trên, một tiền vệ của đội tuyển Pháp vừa có lần thứ hai rời trại tập trung của toàn đội sau ít ngày. Chơi trọn vẹn 90 phút trong trận đấu với Bỉ, N'Golo Kanté được trang WhoScore chấm số điểm 7,1. Cựu tiền vệ Chelsea đạt tỷ lệ chuyền chính xác 95%, tỷ lệ gieo bóng thành công 100% và có 2 pha tắc bóng chính xác. Đáng chú ý, Kanté đã thiết lập cột mốc 19 trận bất bại tại các giải đấu lớn trong màu áo đội tuyển Pháp. Đây là thành tích tốt nhất của một cầu thủ châu Âu. Chuỗi trận của Kanté bắt đầu từ Euro 2016 với 4 trận bất bại. Anh không được vào sân trong trận chung kết nơi Pháp thua 0-1 Bồ Đào Nha. Tiếp đó là 7 trận đấu World Cup 2018 và 4 trận ở Euro 2020. Cần lưu ý, các thống kê cá nhân ghi nhận một trận đấu giải quyết trong loạt đá luân lưu và một trận hòa. Chính vì thế, Kanté không bị tính là thua trận mặc dù Pháp bị loại bởi Thụy Sĩ tại vòng 1/8 Euro 2020. Kanté vắng mặt tại World Cup 2022 và tưởng như sẽ rời xa bóng đá đỉnh cao khi chuyển sang Saudi thi đấu. Nhưng những nỗ lực vượt bậc đã đưa anh trở lại đội tuyển Pháp ở Euro 2024. Từ đầu giải, Kanté đã góp mặt trong cả 4 trận của gà trống gô lòa và có tới 2 lần giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đội tuyển Pháp đánh bại Bỉ ở vòng 1/8 với tỷ số 1-0, qua đó lọt vào tứ kết Euro 2024. Thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps có hơn 3 ngày để chuẩn bị cho trận tứ kết với Bồ Đào Nha. Sau khi vượt qua Bỉ, tiền đạo Kingsley Coman đã xin rời đại bản doanh của đội tuyển Pháp để lo việc gia đình. Anh sẽ di chuyển tới Thụy Điển đón người con thứ tư chào đời. Được biết, Coman sẽ có một ngày nghỉ phép, sau đó cầu thủ sinh năm 96 sẽ lập tức trở lại hội quân cùng đội tuyển Pháp và cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Bồ Đào Nha. Tại Euro 2024, Coman chưa có nhiều cơ hội thi đấu, anh mới chỉ được ra sân khoảng 15 phút ở lượt đấu thứ hai với Hà Lan. Đáng chú ý là cách đây vài ngày, Coman từng rời nơi đóng quân của đội tuyển Pháp chỉ vài ngày trước thêm cuộc so tài với đội tuyển Bỉ ở vòng 1/8 Euro 2024 để bay tới Thụy Điển. Lý do là anh muốn cùng cô vợ Sabrina Duvat chào đón đứa con sắp chào đời. Đội chủ nhà Đức tính tới thời điểm hiện tại đang có một giải đấu chơi đúng với kỳ vọng của người hâm mộ đội nhà. Ở trận vòng 1/8 vừa qua, họ đã thành công đánh bại Đan Mạch và sẽ chạm trán đối thủ cực mạnh là Tây Ban Nha trong trận tứ kết đầu tiên. Để có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tâm lý trước màn đối đầu quyết định này, huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã thể hiện thái độ cứng rắn với các cò mồi chuyển nhượng đang tụ tập bên ngoài đại bản doanh của đội tuyển. Một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Demon Trap tại giải đấu lần này cũng vừa mới chia sẻ bí quyết chơi thăng hoa của mình trong một buổi phỏng vấn. Ở thời điểm này, nhiều tuyển thủ Đức đang trở thành tâm điểm của tin đồn chuyển nhượng nhờ những gì họ đã thể hiện ở 4 trận đã thi đấu tại vòng chung kết Euro 2024. Điều này khó có thể tránh được bởi giờ cũng là lúc các cặp mắt săn chân cầu thủ đang chú ý vào giải đấu lớn này để tìm kiếm mục tiêu cho các câu lạc bộ. Việc đội tuyển Đức thi đấu ấn tượng ở cả 3 trận vòng bảng lẫn vòng 1/8 đã khiến các tuyển thủ Đức trở thành mục tiêu nóng bỏng. Đã có những cái tên được gạch chân, đã có những lời đường mật được dì vào tai cánh của cầu thủ hay người đại diện của cầu thủ, qua đó đến tai của mục tiêu. Hiểu điều này, huấn luyện viên Nagelsmann cho rằng việc cấm những việc như thế là viển vông và thậm chí phản tác dụng. Chiến lược gia người Đức mới 36 tuổi tỏ ra vẫn bình tĩnh trước vô số suy đoán về khả năng chuyển nhượng của cầu thủ Đức đang thi đấu tại Euro 2024. Tuy nhiên, ông cũng công khai đặt ra những giới hạn nhất định về vấn đề này, cụ thể là đám cò cầu thủ bị cấm xuất hiện tại nơi các tuyển thủ Đức tập trung. Giờ môn Musiala tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Đức trước Đan Mạch. Càng đáng nói hơn nữa khi Musiala thăng hoa tại Euro 2024 nhờ bí kíp từ môn cờ vua. Tài năng 21 tuổi chia sẻ, trong cờ vua tôi phải suy nghĩ rất nhiều về cách chơi của đối thủ và những bước đi tiếp theo mà họ có thể thực hiện trên bàn cờ. Tôi phải dự đoán đó chính xác là những gì tôi làm với tư cách là một cầu thủ bóng đá. Tôi phải biết quả bóng sẽ đi đến đâu, tôi phải đoán xem đối thủ sẽ làm gì và tôi luôn phải tính trước 2 hoặc 3 bước. Musiala nói tiếp, trong 90 phút của một trận đấu, tôi chỉ có bóng dưới chân có thể là 2 hoặc 3 phút. Thời gian còn lại tôi phải chạy, quan sát xung quanh và suy nghĩ. Trước khi nhận bóng, tôi quan sát rất nhanh toàn bộ không gian xung quanh mình. Tôi đang đứng ở đâu, đối thủ của tôi ở vị trí nào. Như vậy tôi biết mình sẽ làm gì tiếp theo trước khi bóng đến chỗ tôi.
Chính vì thế, trong vali mà Musiala đem tới đại bản doanh của đội tuyển Đức trong chiến dịch Euro 2024 có sẵn bộ cờ vua gắn bó với anh nhiều năm. Đối thủ của đội tuyển Đức là Tây Ban Nha đang thể hiện một sức mạnh vượt trội tại giải đấu năm nay. Thế nên sự tự tin mà đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente đang có là rất lớn. Đối thủ trong trận đấu của họ, chủ nhà Đức, cũng biết điều đó. Thế nên vừa qua đã có thông tin rộ lên rằng một cựu danh thủ của những cỗ xe tăng đã chơi trò tâm lý chiến trước trận đấu khi lên tiếng chê bai thể chất của cầu thủ bên phía La Roja. Tuy nhiên, nhận định này đã được cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất bên phía Bỏ Tót đáp trả. Không những vậy, một tuyển thủ Đức khác cũng không ngần ngại chỉ ra điểm yếu của đội hình tuyển Tây Ban Nha. Cựu thủ môn tuyển Đức Jan Lehmanns chỉ ra những bất lợi của tuyển Tây Ban Nha trước cuộc đối đầu giữa hai đội thuộc vòng tứ kết Euro 2024. Về chất lượng cầu thủ, họ có lẽ nhỉnh hơn chúng tôi. Tuy nhiên, Tây Ban Nha toàn cầu thủ thấp bé và có rất ít kinh nghiệm. Đây cũng là một đội bóng trẻ. Lehmanns cho biết, cựu thủ môn tuyển Đức không sai khi bình luận về chiều cao của tuyển Tây Ban Nha. Tại vòng chung kết Euro 2024, La Roja là đội có chiều cao trung bình thấp nhất với 1m82. Dù vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha lại sắm vai ứng viên vô địch của giải. Họ sở hữu hàng công rất chất lượng, thi đấu đầy hiệu quả. Tuyển Tây Ban Nha toàn thắng trong 4 trận, ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Đáp trả bình luận của Lehmanns, Mikel Oyarzabal nói trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 7, đó chỉ là một ý kiến, sau tất cả chỉ chúng tôi mới biết rõ về bản thân rằng tuyển Tây Ban Nha là tập thể như thế nào. Cùng nhau chúng tôi có thể làm được những gì, việc ai đó nhận xét về tuyển Tây Ban Nha không quan trọng. Lorenzo thừa nhận Tây Ban Nha là một đội bóng mạnh, nhưng anh cho rằng đối thủ này không phải không có những điểm yếu để đội tuyển Đức có thể khai thác. Ngôi sao đội tuyển Đức cho biết, chúng tôi hiểu rõ sức mạnh của Tây Ban Nha. Sau khi cướp được bóng, họ thường đẩy cao đội hình để tấn công. Hai cầu thủ tấn công bên cánh của họ cũng rất hay, nhưng điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ để lộ khoảng trống lớn ở phía sau. Hãy cùng chờ xem chúng tôi sẽ làm gì ở trận đấu tới. Tây Ban Nha đang thi đấu rất tự tin, nhưng có lẽ họ cũng hiểu rằng trận đấu tới không dễ dàng cho cả hai đội. Đây là trận đấu của hai đội bóng mạnh, nếu có đủ khát khao và chơi đúng sức, chúng tôi hoàn toàn có thể làm tổn thương họ. Màn trình diễn của đội tuyển Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 trước Slovenia chắc chắn chưa thể làm hài lòng những người hâm mộ của đội bóng này, đặc biệt là đội trưởng Cristiano Ronaldo đã có ngày chơi thất vọng và còn suýt trở thành tội đồ khi đã hụt quả 11m ở hiệp phụ. Không biết có phải do hiểm khích trước đó hay để thu hút sự chú ý, đài BBC nổi tiếng đã có hành động được cho là chế giễu huyền thoại người Bồ Đào Nha. Ngay lập tức, cầu thủ từng đối đầu với Ronaldo không ít lần và cũng là cựu danh thủ đội tuyển Anh đã lên tiếng bênh vực CR7. Tuy nhiên, vẫn có không ít những người chỉ trích thậm tệ màn trình diễn của chủ nhân năm quả bóng vàng sau trận đấu kể trên. Cựu đội trưởng của Chelsea John Terry đã gọi đài BBC là sự ô nhục sau khi chỉ trích pha đá hỏng phạt đền đầy nước mắt của Cristiano Ronaldo trong trận đấu với Slovenia. Đài BBC đã phát sóng trận đấu tại Anh và khi phát lại cú đá phạt đền hỏng của Ronaldo, họ đã xem chú thích Cristiano Ronaldo. Người xem BBC One không hề bỏ qua phần phụ đề này. Một người dùng X mô tả trò chơi chữ này là tác phẩm xấu xả. Sự chỉ trích này đã gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ phía người hâm mộ và giới chuyên môn. John Terry cũng không phải ngoại lệ. Cựu hậu vệ Chelsea đã chụp ảnh chú thích và tức giận viết trên Instagram: BBC đây là một sự ô nhục. Có thể sự bức xúc của Terry xuất phát từ việc anh cũng từng đá hỏng quả luân lưu quan trọng khiến Chelsea thua Man United trong trận chung kết Champions League năm 2008. Điều này làm cho Terry có sự đồng cảm sâu sắc với Ronaldo. Bình luận trên sóng truyền hình, cựu tiền vệ Liverpool và tuyển Đức Didier Hamann đã chỉ trích phản ứng của Ronaldo và cho rằng tiền đạo này chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trước đó, nhiều người nói Ronaldo đã trở thành cầu thủ chơi đồng đội vì anh ấy cần tuyển Bồ Đào Nha hơn trước. Tôi đã tin vào điều đó, nhưng anh ấy lại vừa thể hiện bản chất thật của mình một lần nữa. Sau khi bỏ lỡ quả phạt đền, Ronaldo bắt đầu khóc trên sân. CR7 khóc trong giờ nghỉ giữa hai hiệp phụ và tôi nghĩ tất cả là do anh. Với một đội hình gồm 26 cầu thủ, 20 nhân viên, 30.000 hoặc 40.000 fan hâm mộ, vấn đề không phải là ở Ronaldo. Tôi nghĩ phản ứng của cậu ta chưa đúng mực và thật đáng xấu hổ. Một khi bạn quá xúc động và thể hiện cảm xúc, mọi thứ sẽ kết thúc. Đó là lúc huấn luyện viên trưởng phải nói, cậu phải rời sân vì không đủ tỉnh táo để tiếp tục chơi bóng. Ronaldo chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Sau đó, anh ấy sút luân lưu thành công và xin lỗi người hâm mộ. Không cần thiết phải làm điều đó. CR7 sẽ đá chính trận đấu tiếp theo, nhưng tôi không thấy kết quả nào khác ngoài chiến thắng cho tuyển Pháp ở tứ kết. Đội tuyển Anh đã có màn thoát hiểm đầy ngoạn mục trong trận đấu với Slovakia vòng 1/8 và sẽ gặp đối thủ khó chịu là Thụy Sĩ ở vòng tứ kết. Chắc chắn chuyên môn của từng cá nhân không phải là vấn đề của đội tuyển này, mà nó nằm ở trạng thái tâm lý cũng như áp lực từ người hâm mộ. Biết được điều này, huấn luyện viên Southgate đã quyết định sử dụng một liệu pháp đặc biệt trong buổi tập gần đây của Tam Sử. Vị chiến lược gia 53 tuổi mong rằng phương pháp này có thể giúp ích cho các cầu thủ trước một trận đấu quan trọng. Lối chơi kém thuyết phục của đội tuyển Anh tiếp tục là chủ đề được bàn tán xôn xao. Sự bảo thủ trong phong cách sử dụng cầu thủ cũng như thay đổi các vị trí trên sân của huấn luyện viên Southgate được nhắc đến. Truyền thông Anh dự đoán dù có mặt ở tứ kết nhưng nếu không cải thiện lối đá, thầy trò huấn luyện viên Southgate khó lòng tiến xa tại Euro 2024.
Đứng trước áp lực, huấn luyện viên Southgate cho cầu thủ đội tuyển Anh được nghỉ một buổi tập. Tiếp sau đó, khi cầu thủ đến sân tập Blankenheim, tất cả đều ngỡ ngàng khi trước mắt họ là ca sĩ Ed Sheeran. Thay vì bắt đầu tập, cầu thủ đội tuyển Anh bắt đầu được ngồi trên ghế sofa ngân nga cùng điệu nhạc mà Ed Sheeran tạo ra. Hầu hết cầu thủ đội tuyển Anh đều thích thú say sưa trước màn trình diễn đặc biệt này. Chưa dừng lại ở đó, kết thúc buổi trình diễn của Ed Sheeran, huấn luyện viên Gareth Southgate còn tạo điều kiện cho cầu thủ gặp lại người nhà của mình. Nhà cầm quân 53 tuổi chia sẻ đây là liệu pháp tâm lý đặc biệt mà ông và các trợ lý dành cho cầu thủ, giúp họ có tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào trận tứ kết với Thụy Sĩ. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn mới đây được The Mirror ghi lại, Gareth Southgate thừa nhận đáng ra đội bóng của ông phải chơi tốt hơn so với thời điểm hiện tại. Dẫu vậy, vị chiến lược gia người Anh vẫn tỏ ra vô cùng tự tin. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đáng ra phải chơi tốt hơn những gì đã thể hiện, nhưng chúng tôi đã kết thúc với nhiều cầu thủ trẻ những vị trí quan trọng và cố gắng giải quyết vấn đề trong suốt 4 tuần tại trại huấn luyện. Nhưng điều nổi bật là cách cầu thủ đối phó với nó, sự đoàn kết, tinh thần của họ. Bạn có thể thấy những chàng trai đã tiếp tục nhưng cũng thấy những chàng trai đã rời đi và cách họ hỗ trợ đồng đội. Vì vậy điều đó đang mang đến cho chúng tôi một cơ hội. Hai trận đấu muộn vào đêm qua và rạng sáng nay đã chính thức gọi tên chiếc vé vào trời tứ kết Euro năm nay sẽ dành cho đội tuyển Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Biết được đối thủ của mình là đội tuyển rất mạnh nhưng có vẻ sau chiến thắng thuyết phục trước người Áo, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ là Vincenzo Montella đã không ngần ngại bày tỏ sự tự tin có thể đánh bại đoàn quân của Ronald Koeman. Trong khi đó đang có rất nhiều tranh cãi nổ ra xoay quanh bàn thắng thứ 3 của đội tuyển Hà Lan vào lưới Romania khi mà có vẻ như đã xuất hiện một vật thể lạ giúp cho tiền đạo bên phía câu lạc bộ màu da cam trong việc xé lưới đối thủ. Sau khi giành chiến thắng cảm xúc 2-1 trước đội tuyển Áo ở trận đấu cuối cùng vòng 16 đội Euro 2024 rạng sáng nay, huấn luyện viên Vincenzo Montella của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định ông và toàn đội đã sẵn sàng cho trận gặp Hà Lan ở tứ kết. Khi được hỏi về đối thủ tại tứ kết, huấn luyện viên Vincenzo Montella nói điều bất ngờ: "Chúng tôi đang đi từng bước một, đối thủ tiếp theo của chúng tôi là đội tuyển Hà Lan. Tôi đã xem rất nhiều trận đấu và họ chẳng khác nào một con sư tử đầy mạnh mẽ cả. Tuy nhiên, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tập hợp năng lượng tinh thần và thể chất của mình để tiếp tục viết nên câu chuyện lịch sử." Tinh thần toàn đội có đôi chút xáo trộn ở những trận đầu tiên, đặc biệt khi thua Bồ Đào Nha 0-3. Tuy nhiên tất cả bừng tỉnh sau trận thắng này, chúng tôi đã sánh ngang với Euro 2008 về số trận thắng trong 90 phút. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và nếu tiếp tục cố gắng, không điều gì mà Thổ Nhĩ Kỳ không chạm tới. Đội tuyển Hà Lan đã có chiến thắng 3-0 trước tuyển Romania tại vòng 16 đội tại Euro 2024. Cody Gakpo và Donche Malen là những cầu thủ đã lập công để giúp câu lạc bộ màu da cam giành vé vào tứ kết. Trong đó, tình huống tiền đạo Malen ghi bàn thắng thứ 3 cho Hà Lan ở phút 90+3 có sự xuất hiện của hai chiếc giày lạ. Ống kính camera cho thấy có hai chiếc giày xuất hiện trong vòng cấm tuyển Romania trong pha phản công của Hà Lan. Đáng chú ý, pha lập công của Donche Malen có sự góp sức của chính vật thể lạ này. Trong tình huống tiền đạo người Hà Lan đột phá, đi bóng cắt vào trong để mở góc sút, thủ thành Florian Nita đã bị phân tâm bởi chiếc giày này. Anh chủ động đá chiếc giày ra khỏi sân trước khi quay lại tình huống. Điều này khiến thủ môn của Romania không có được sự chuẩn bị tốt nhất khi đối diện với cú dứt điểm góc gần của Malen. Kết quả là thủ môn Nita đã không thể cản phá và chấp nhận vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Chớ trêu thay, đôi giày này là do một cổ động viên Romania ném xuống. Những thông tin về tuyển Hà Lan vừa rồi cũng là nội dung cuối cùng của chương trình ứng viên Euro ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình tiếp theo trên hệ thống kênh Bình luận viên Anh Quân.